Hôm nay chúng ta sẽ học đến phần của Maya 2019. Bây giờ mình sẽ mở giao diện lên. Mình xin giới thiệu. Và file thì mình có thể new hoặc là một file mới ra computer hoặc là phần gì mà mình yêu thích. Ví dụ hôm nay là 30 tháng 11 năm 2019. Đó. Bài 1 server. Và để new một tệp tin của trong Maya thì mình phải vào Project Window này. Ba mươi tháng 11 2019 này, bài số 01. Select này, đó, nó sẽ chạy vào ổ D của mình. Rồi xong thì mình ấn là xong. Trong phần giao diện của Maya thì nó có chia làm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng dùng 5 phần để modeling hoặc là dùng effect cho nó hoặc là animation rendering. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần modeling. Modeling thì mình trong phần workshop mình có thể chọn modeling express hoặc là nó có nhiều cái ở trong này. Đấy, tùy bạn tùy chỉnh ở trong này. Còn animation. Cái phần curve này thì nó sẽ vẽ theo đường viền xung quanh của hình. Đó. Phần pony này thì nó sẽ hết nằm thành hình 3D luôn cho các bạn. Chuyển sang tiếng Anh để dùng phím tắt. Phần này là phần gọi là gõ nó. Đấy, bạn tích vào đâu gõ nó là nó chạy. Các phần này đều là phần gõ của nó. Đấy, bóp méo bóp méo. Đấy. À, mình tắt vào cái lưới này cho dễ nhìn này. Gõ gõ nó, gõ nó, gõ nó, gõ nó, gõ nó. Tiếp theo là đến những các công cụ view. View ở trên này thì nó ví dụ bạn bật cái lưới này lên nó sẽ có cái lưới này, tắt nó đi thì nó sẽ mất đi này. Đây là khung hình này, tỷ lệ khung hình 960 nhân 540 này, cái này là lưới trục này. Cái này là hai đường thẳng song song. Cái này là ô tích, bạn có thể gõ ở trong này để khỏi bị full màn hình.
Đó. Nếu mà bạn bật đèn này lên mà bạn chưa set đèn thì nó sẽ toàn là màu đen. Đó. Bạn có thể ấn phím 5 để set đèn 5 cho nó. Bây giờ mình sẽ vào phần đầu tiên này. Tắt bỏ cái nứa này này. Mình sẽ tạo nên một cái này hình tròn bất kỳ nhé. Cái này thì có hai cách để bạn chọn. Một là bạn ấn chuột phải xong bạn dọn vào object này. Hai là bạn chọn vào đây cũng được. Đó. Trên này nó điều chỉnh thông số hết. Bạn ấn vào cái này thì nó kéo giãn ra này. Cái màu xanh này thì nó kéo giãn lên trên này. Màu vàng này kéo giãn sang trái sang phải. Còn cái ấn chuột trái vào giữa để kéo di chuột kéo ra là nó to nhỏ tùy mình thích này. Object để về bạn. Cái này là kéo đường này, cạnh này. Đây mình xoay cho các bạn xem nhé. Đấy nó sẽ méo đi này. Đó. Đấy, tương tự với phím chuột phải bên đấy thì nó sẽ là cái thanh này của bên này. Ví dụ đường này, ví dụ điểm này. Mình sẽ kéo điểm cho các bạn nhé, ở góc đây cho dễ nhìn này. Đó. Kéo điểm thì bạn này phải chọn về cái thanh công cụ này hoặc là bạn ấn về phím V kép ở trên bàn phím ấy. Đó, từng điểm một bạn kéo nó ra. Từng điểm một. Đó, bạn kéo nó ra. Chuột phải ấn tiếp này. Đấy, nhìn bạn nhìn thấy không gian ở trong nhá. Bạn chọn mặt thì bạn sẽ ích chút mặt này. Đó. Từng mặt một này. Kéo mặt thoải mái này. Từng mặt này. Đấy là những cái công cụ rất là đơn giản trong Maya mà đầu tiên nó chỉ gồm có object này, vertex này, vertex face này, face này. Thì bạn tùy vào chọn từng cái một thì bạn sẽ kéo được nó. Cái này thì ví dụ bạn tích vào mấy cái ô này thì nó kéo toàn bộ luôn này. Bây giờ mình lại về về object này. À bây giờ mình chọn màu cho nó cho các bạn dễ nhìn nhé. Nam bét này. Đây rồi. À, cái này là chân này. Đây, màu đây. Màu này. Có đổ trong suốt hay không này. Cái này là có bóng hay không bóng này. Đó, cái này là chuyển thành hình hệ không màu này. Chọn blend đi. Đấy, blend thì nó sẽ có độ bóng của các bạn. Blend thì nó sẽ bóng như kiểu bóng kính ấy.
các loại bóng kính nó sẽ bóng như thế này. Còn các bạn muốn xoay nó thì các bạn ấn vào đây này. Đó. Hoặc là các bạn ấn phím E trên bàn phím cũng được. Để mình giới thiệu cho các bạn bốn cái này. Đây là không gian 3 chiều này. Không gian bốn mặt của nó này, gồm mặt trước, mặt sau, mặt trái, mặt phải này. Đây không gian 2 chiều. Cái này thì chia đôi khung lưới ra để các bạn dễ xử lý các quay lại mặt top, mặt view cho các bạn. Đó. Để màn này thì các bạn nhìn nó rõ hơn này. Cái này là các bạn tích vào cái này thì nó sẽ mất màu đi này. Cái này là đèn mình vừa nói rồi. Cái này thì nhìn thấy hệ trục lưới của nó này. Phay này. Đó, bạn có thể kéo thoải mái. Nhìn vào cầu rất là nhẵn. Mình sẽ tiếp tục vẽ cho các bạn hình vuông này nhé. Hình vuông tương tự như vậy thôi, các bạn xoay thoải mái. Nhớ là giữ phím Alt và con trỏ chuột để xoay nhé. Các bạn vẫn tích vào chuột phải này. Chọn S để các bạn chọn từng điểm hoặc là từng cạnh. Bạn ấn V kép để bạn kéo ra này. Đó. Tiếp tục là bạn chọn vertex đi, từng điểm một đi, kéo từng điểm này. Đó. Hoặc là các bạn chọn phay đi, kéo mặt nó ra xem nữa. Đó. Dần dần mình sẽ học dần tiến sâu xa hơn đến modeling thì các bạn sẽ vẽ được những cái nhà hay là những cái bàn phím máy tính hoặc là tủ hoặc là đồ nội thất trong nhà thì các bạn đều vẽ được hết. Hiện tại thì mình cứ học dần modeling trước, xong thì tiếp đến mới emulation được. Các bạn cứ server đi. Bài 1 này, bạn xem vào bài này luôn này. Thế là xong. Rồi hôm nay mình chỉ học thế thôi nhỉ. Học sự đơn giản này thì đầu tiên nó phải đơn giản trước xong mới đến phức tạp được. Cái này thì các bạn bài học hôm nay thì nó chỉ liên quan đến một số thứ gọi là bạn cho đường, cho điểm, cho hình vào, ví dụ modeling hình nào, hình trụ này chẳng hạn, hay là gì, rồi các bạn ấn chuột phải này, đấy, kéo nó lên là được. Các bạn về chọn, ví dụ chọn S này này, kéo đường nó ra này, đấy. Hoặc là phay này, kéo mặt này. Cái này nó chỉ đơn giản về sau để các bạn chỉnh hình nó dễ thôi.
Rồi, xin chào mọi người nhé. Bài hôm nay chúng ta chỉ học vậy thôi, không các bạn quên mất.